Xin chào quý vị, chúc quý vị buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cả nhà ra đường nhớ gìn sức khỏe nha quý vị ơi, đeo khẩu trang. Mà hình như là ngày mai là giãn cách xã hội nữa quý vị. Chỉ thị 16, 17 gì đó quý vị ạ. Quý vị cẩn thận nha. Quý vị ơi, bây giờ mùa dịch cũng đã đến rồi. Thành ra là cái mình khuyên quý vị gì nè. Bây giờ mình ăn thoải mái. Dạ, mình ăn mình xài thoải mái nha quý vị. Đó. Còn ai không biết thì sao, chứ riêng cái mình là khác. Riêng cái mình là khác nha quý vị. Đó. Một ngày cái mình xài tới 3 củ tới 4 củ đó. Dạ, còn riêng quý vị không biết nha. Dạ, chứ quý vị đừng ném đá mình nha. Nó, tại vì bây giờ mình phải xài thôi, mình phải ăn phải xài thôi quý vị. Có lẽ để mình chết sao quý vị. Đó, riêng quý vị sao chứ quý vị. Một ngày là cái mình ăn gì nè. 4 củ, cái 100 củ, 6 củ. Đây, bây giờ cái mình ăn 4 củ nha. Còn 2 củ nữa, tối mình sẽ ăn tiếp. Dạ. Siêu thị bán nhiều lắm.